Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 126, Người ấy Thành kinh Đức Môn, thịnh kinh ngập tràn đèn hoa rực rỡ. Khắp các cửa thành, lầu góc Đông Tây và các chùa cung đình đều dựng liều treo đèn. Con đường ngự nhai đông đúc người qua lại, biểu diễn các môn nghệ thuật kỳ lạ và ca múa vũ kỹ của các giáo phương. Lục Đồng và Đỗ Trường Khanh cùng đoàn người đi dưới ngự nhai, dưới cổng kinh Đức Môn. Ngân tranh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, không khỏi thốt lên khen ngợi, quả là thịnh kinh. Thành Tô Nam cũng có hội đèn vào ngày rằm tháng riêng, nhưng không thể nào so sánh được với sự phồn hoa nơi đây. Những đèn lồng được kết thành các hình thần tiên khác nhau, bay lượn trong mây trên các khung treo đầy màu sắc, hay là những đóa hoa sen lớn trang nghiêm, trong đó bức tượng Phật khổng lồ môi cười rạng rỡ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập. A Thành chỉ tay về phía trước, nơi có một con rồng khổng lồ kết từ hàng vạn đèn lồng, nhìn kia. Con rồng uy nghi, thân hình uốn lượn trên bờ sông, đôi mắt sáng rực, vảy rồng được thiêu bằng sợi bạc, từ xa trông giống như sắp nhảy lên từ mặt nước, bay lên trời cao. Đỗ Trường khanh liếc nhìn Lục Đồng, giọng điệu hơi tự hào, "Sao rồi?" lục đại phu đi chuyến này không uổng chứ lục đồng cúi đầu cười hội đèn ở thịnh kinh thực sự rất đẹp náo nhiệt hơn cả tô nam chưa kể đến thường vũ huyện không xa có người đang biểu diễn pháp thuật hàng chục người cầm một chiếc thuyền độc mục chỉ dùng một tấm vải đen che, chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người ngân tranh thốt lên oao wow một tiếng chen vào phía trước để xem đầy kinh ngạc còn có người đang đi dây trên một sợi dây treo cao, người nghệ nhân buộc khăn đỏ, cầm cây ngang, cẩn thận từng bước đi qua, làm cho khán giả nín thở theo dõi, tim đập thình thịch. Miêu Lương Phương không quan tâm đến loại hình nghệ thuật này, nhưng lại bị hấp dẫn bởi màn biểu diễn phun nước năm màu bên đường. Những người đó ngậm một ngụm nước, ngửa cổ duy trì một lúc, sau đó phụt ra, nước biến thành màu xanh. Lại ngậm một ngụm nước, ngửa cổ chờ một lúc, phun ra biến thành màu đỏ. Tương tự như vậy, đen, trắng, vàng. Miêu Lương Phương xem một lúc, cuối cùng cũng nhìn ra một chút bí mật, thản nhiên nhận xét trước mặt khán giả, trong miệng ngậm đô lương hương, tôi nghĩ còn có Thu Lũng hương, phụ tử hương, an tức hương. Nếu không làm sao tay áo rộng như vậy, không phải để tiện ngậm viên thuốc khi uống nước sao? Chưa kịp nói hết, đã bị người biểu diễn phun nước năm màu trừng mắt nhìn. Lúc này đi đến một quán nhỏ bán bánh trôi tròn, xung quanh đã có nhiều người đợi trong nồi sôi sùng sục những viên bánh trôi trắng nõn nổi lên tỏa ra mùi thơm a à, thành thèm nhỏ dãi xin tiền đỗ trường khanh rồi cũng chen vào mua đỗ trường khanh vừa nhắc nhở cậu chậm thôi đông người đừng để lạc mua cho lục đại phu và ngân tranh cô nương mỗi người một bát vừa quay đầu nói với lục đồng món này không ngon lắm cậu thử cho biết lục đại phu trước mắt trống không Đâu còn bóng dáng Lục Đồng. Lục Đồng phát hiện mình bị lạc khỏi Đỗ Trường Khanh và mọi người thì đã đi một đoạn khá xa. Phố phường đêm nay thực sự đông đúc, người người chen lấn, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng người bên cạnh. Cô đứng một lúc, không thấy bóng dáng Đỗ Trường Khanh và mọi người, suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục đi tới. Trước cổng kinh Đức Môn đêm nay có lính gác tuần tra, không có nguy hiểm lớn. Các mõ xóm cũng dựng lều nhỏ chiếu bóng để đề phòng du khách trẻ em trong vườn đi lạc. Nếu Đỗ Trường Khanh và mọi người phát hiện cô mất tích, không tìm được người, có lẽ sẽ đến lều phía trước đợi cô. Lục đồng không quay đầu, chậm chậm đi theo dòng người. Đêm càng khuya, đèn càng sáng, khách tham quan càng đông. Đi vài bước lại gặp quán ăn vỉa hè, bán những món như xương cút, ruột trắng, súp pha lê, hạt rẻ rang, súp muối. Còn có người điều khiển dối thuốc, dối làm giống như người thật, trang phục lộng lẫy, xoay chuyển trong ánh pháo hoa, đẹp hơn cả pháo hoa thường. Lục đồng chậm chậm bước đi trong dòng người, giữa tiếng ồn ào cười đùa, lại có âm thanh như sóng lăn tăn. Đó là âm thanh đàn xiêm do các nghệ nhân giáo phường đang chơi, có lẽ còn có tiếng sáo chốt. Có thứ gì đó bay qua đầu. Lục đồng ngước lên, bất giác dừng lại. Xa xa trên sông Quảng Tế, hàng vạn đèn hoa sen trôi nổi và trên bầu trời đêm trên sông hàng vạn đèn lồng màu vàng nhạt bay lơ lửng nhìn một cái bầu trời đêm sáng rực như ban ngày sắc màu rực rỡ bên bờ sông còn đứng nhiều người tay cầm cây treo đèn lồng đang thả đèn lồng lên bầu trời đang thả đèn lồng ư lục đồng nhìn xa xăm ánh mắt thoáng chút mơ hồ cô rất thích đèn lồng đủ loại đèn lồng thời thơ ấu Cô tính cách không trầm tĩnh như Lục Nhu, thích náo nhiệt và mới lạ. Cha cô thường nói nhà họ Lục có ba đứa con, chỉ có cô là có chút ngỗ nghịch, người nhỏ nhất, tính tình nóng nảy nhất. Cô thích những nơi đông người, thích các dịp lễ hội, mỗi năm dằm tháng riêng đèn lồng, cô luôn đòi cha mẹ đưa lên núi thả đèn lồng. Thường Vũ huyện dù sao cũng là một nơi nhỏ, người không nhiều, loại đèn lồng cũng không phong phú như thịnh kinh. Lúc đông vui nhất, cũng không thể nào so với hội đèn lồng kinh đức môn này. Lúc đó để tỏ ra khác biệt với người khác, Lục Đồng luôn năn nỉ mẹ tự làm đèn lồng cho cô. Mẹ cô khéo tay, làm đèn lồng mang ra ngoài, luôn nhận được ánh mắt ghen tị của bạn bè. Đèn thỏ, đèn cá chép, đèn voi trắng, đèn giỏ hoa, có lần cô năn nỉ mẹ làm cho một chiếc đèn cóc. Chiếc đèn cóc làm quá chân thực đến nỗi có chút xấu xí, Lục Khiêm gọi đó là cóc xấu nhưng lục đồng lại rất thích lúc thả đèn còn lưu luyến không muốn rời sau đó cô bị cô hàng mang về lạc mai phong cô hàng đối xử tốt với cô sách y kinh độc dược lý của cô ấy đều có thể xem tự do còn thỉnh thoảng làm đồ ăn vặt mua quần áo mới cho cô cô hàng cũng không tốt với cô cô là công cụ thử thuốc của cô ấy nhiều lần sống chết đều dựa vào bản thân để vượt qua cô hàng còn bỏ thuốc độc vào cô khiến cô mãi mãi không thể rời lạc mai phong cô hàng không chế tạo thuốc mới thì luôn xuống núi có lúc lục đồng rất mong cô ấy đừng bao giờ trở về để những ngày tháng đau khổ này kết thúc nhưng có lúc lục đồng lại mong cô ấy ở lại trong núi với cô dù là trở thành công cụ thư thuốc ví dụ như đêm giao thừa ví dụ như ngày đầu năm ví dụ như dằm tháng riêng đèn lồng nhưng cô hàng chưa bao giờ trở về vào những lúc như vậy trong 7 năm ở Lạc Mai Phong, cô luôn đón năm mới một mình, đón sinh nhật một mình, đón giảm tháng riêng một mình. Triều Lương có truyền thống xem đèn lồng vào ngày rằm tháng riêng, Tô Nam vào đêm rằm cũng dựng liều treo đèn, thả đèn hoa bên bờ sông. Những chiếc đèn lồng sáng từ chân núi chậm chậm bay lên bầu trời, gió từ Tô Nam sẽ đẩy chúng lên Lạc Mai Phong. Mỗi năm vào lúc này, Lục Đồng sẽ đứng trên đỉnh Lạc Mai Phong nhìn xuống, nhìn những ngôi sao từ nhân gian chậm chậm bay lên núi. Đó là nơi duy nhất cô có thể tiếp cận hơi thở nhân gian. Cô sẽ đứng trên đỉnh núi rất lâu rất lâu, tự nói với bản thân, thêm một năm nữa, thêm một năm nữa là có thể xuống núi rồi. Cho đến khi những ngôi sao sáng dần dần tắt, cho đến khi từ đỉnh núi nhìn xuống, những điểm sáng lấp lánh biến thành hư vô trong đêm đen, sự náo nhiệt xa dần, bóng tối từ bốn phía dần dần xâm chiếm. Cô quay lại căn nhà tranh, trong nhà không có ai. Chỉ có chiếc vòng hoa do cô làm từ hoa dại bị gió thổi rơi xuống đất, nhắc nhở rằng hôm nay là ngày lễ lớn của nhân gian. Lục Đồng ngồi dậy, đi đến bàn nhỏ thắp sáng chiếc đèn dầu. Trong đèn dầu bằng đồng, một mọn đèn nhỏ lắc lư, làm cho dầu đèn gợn lên những gợn sóng nhẹ. Một năm nữa lại trôi qua, một đêm nữa lại trôi qua. Chỉ có chiếc đèn đồng cũ kỹ ở bên cô cô gái nhẹ nhàng điều chỉnh ngọn đèn bấc đèn bùng lên tỏa sáng bấc đèn bùng lên được coi là đêm lành cô nhìn chiếc đèn đồng rất lâu cuối cùng tự nói với bản thân năm sau năm sau nhất định có thể xuống núi hoa trên đỉnh lạc mai nở rồi tàn mây trôi như thường chim oanh về trên cây vào mùa xuân trăng sáng trên núi vào đêm hè mưa đêm thu tuyết sáng đông trăng tròn rồi lại khuyết cô lặp lại những ngày giống nhau. Lại một năm nữa trôi qua, trên núi tối đen lạnh lẽo, bốn bể không người, cô giữ chiếc đèn nhỏ cô độc, đôi mắt dần đỏ lên. Cha, mẹ, chị, anh, cô nức nở, nghẹn ngào trong gió, con nhớ. Con muốn về nhà, dầm một tiếng, là người diễn xiếc phun lửa bên bờ sông. Ngọn lửa xanh như một bông hoa lớn bùng nổ, thu hút tiếng gieo hò của đám đông xung quanh những đốm lửa rơi xuống sông, hòa vào hàng vạn chiếc đèn hoa, như ngân hà trên trời rơi xuống. Cha, nâng con cao lên, con không thấy được. Đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi nói, ngồi trên vai cha, trong tay cầm túi hạt rẻ rang, đang gieo hò nhìn người diễn xiếc phun lửa. Người cha trẻ cười, nâng con cao lên, dặn con cẩn thận không ngã. Trong đám đông ồn ào, nơi nơi tiếng cười đùa người trẻ tuổi đi qua nhìn thoáng qua hai cha con đang xem đèn ánh mắt thoáng đầu. anh nhìn hai cha con rất lâu đến khi có người vô tình đụng vào anh cúi đầu xin lỗi bùi vân ảnh mới tỉnh lại tiếp tục đi dằm tháng riêng người thịnh kinh chơi đêm thoải mái cảnh sắc nhộn nhịp xe cộ như dòng nước hồng nhạt như sương mù người trẻ tuổi bước qua dòng người tấp nập trên đầu là đèn hoa bên cạnh là tiếng hát cũng không làm anh vui lên vẫn là vẻ mặt thản nhiên không hứng thú xa xa có giáo phường đàn ca thấy người trẻ tuổi đi qua phong thái tuấn tú như mọc giữa đất lại trang phục quý phái nhìn một cái đã biết là con nhà quyền quý liền vừa hát vừa liếc nhìn anh bằng đôi mắt đầy tình cảm bùi vân ảnh không bị lay động anh đi vào sâu trong dòng người định đi tiếp đột nhiên dừng lại trong đám đông qua lại không xa có một cô gái trẻ đứng đó trời lạnh cô khoác chiếc áo choàng trắng bạc thiêu hoa xanh che bộ váy gấm thiêu hoa xanh bên trong như bông tuyết rơi đầy người tóc đen dài đến vai chỉ có vài bông hoa tuyết trắng nhỏ xinh xinh cài vào như chú thỏ bông nhỏ trước quầy hàng đông người ồn ào cười đùa cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy đèn lồng cô nhìn rất chăm chú gần như kính cẩn những ánh đèn rực rỡ xung quanh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày trông ngây thơ và trong sáng như viên ngọc sáng giữa nhân gian giáo phường hát cỏ lau xanh biếc sương trắng buông rơi người ấy ở nơi đâu trên dòng nước người ấy ở nơi đâu trên dòng nước ngàn phố vạn ngõ đèn hoa rực rỡ mười dặm phố dài rộn ràng sáo trống cảnh đẹp không thể bỏ lỡ qua đám đông anh lặng lẽ nhìn người xem đèn rất lâu, cúi đầu cười một tiếng. Quả thật là người ấy. Chương 127, chiếc đèn thắng cuộc. Những chiếc đèn hoa trôi lững lờ bay về phía xa, như những vì sao thắp sáng màn đêm. Lục Đồng ngẩng đầu nhìn, cho đến khi người bán đèn bên cạnh gọi cô. "Cô nương, thích đèn hoa, có muốn mang một chiếc không?" Ông chủ khoác áo lông cừu cười niềm nở, "Chỗ chúng tôi có đủ loại kiểu dáng." cô có thể từ từ chọn. Lục đồng quay lại, định từ chối, nhưng người bên cạnh đã lên tiếng trước, được thôi. Lục đồng quay đầu lại, đối diện với một gương mặt quen thuộc. Bùi vân ảnh, hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng gấm đỏ, càng làm nổi bật dáng vẻ cao quý, phong thái tuyệt vời, không giống như lúc mặc quan phục lạnh lùng, mà trông giống như một công tử quyền quý đang đi chơi đêm, thật rực rỡ. Lục đồng lùi một bước, nói, bùi đại nhân trên sạp bầy đủ loại đèn hoa bùi vân ảnh cầm lên một chiếc đèn cười nói không ngờ lục đại phu cũng đi xem đèn tôi tưởng cô không hứng thú với những thứ này thỉnh thoảng thôi không như bùi đại nhân lúc nào cũng rảnh rỗi lục đồng lạnh nhạt đáp ông chủ bán đèn thấy bùi vân ảnh ăn mặc sang trọng cười càng tươi gọi lục đồng là tiểu thư tiểu thư đêm nay là đêm nguyên tiêu quầy chúng tôi có trò chơi ba mũi tên, nếu bắn trúng đèn đó ông chỉ vào một chiếc đèn, thì sẽ tặng cô một chiếc đèn hoa. Lục đồng nhìn theo hướng ông chỉ. Quầy đèn dựng lên trong khu chợ, trong và ngoài đều treo đầy các loại đèn hoa, còn trên tường trong quầy thì treo một tấm bảng đỏ với chữ phúc màu đen, to tròn. Trên bàn có một cây cung đen bóng, mũi tên cắm những giải lụa đỏ, trông rất vui mắt. Lấy hên, ông chủ lại nhìn bùi vân ảnh, cô nương thích đèn, vị công tử này nhìn là biết giỏi bắn cung giúp cô nương thắng một chiếc đèn đi bùi vân ảnh nhướng mày cầm cây cung từ tay ông chủ nhưng ngay lập tức cây cung bị lục đồng cướp lấy tôi tự làm cô nói bùi vân ảnh ngạc nhiên vì hai người họ đều rất đẹp việc họ dừng lại đã thu hút không ít sự chú ý ai cũng tưởng bùi vân ảnh sẽ bắn cung giúp lục đồng không ngờ cô lại tự mình bắn mọi người lập tức tụ lại xem Lục đồng nâng cây cung lên. Cây cung nặng và lớn, nhìn cô gái yêu đuối cầm cung, ai cũng lo cô sẽ không chịu nổi sức nặng. Động tác cầm cung trông hơi vụng về, bùi vân ảnh tiến lại gần, giữ tay cô, đừng rung. Lục đồng ngẩn ra, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay anh truyền đến, anh giữ khoảng cách rất tốt, không quá gần cũng không quá xa, chỉ khẽ chỉnh động tác của cô. Lục đồng ngẩng đầu, nhìn thấy cầm anh cánh tay anh vòng qua vai cô như một cái ôm nhẹ vẫn quá gần gũi lục đồng khẽ cau mày buông tay cầm cung vốt mũi tên rời cung bay đi xẹt qua cạnh chữ phúc làm dây lụa bên cạnh rơi xuống xung quanh vang lên tiếng tiếc nuối ôi không trúng rồi vẫn không được bùi vân ảnh nhìn thoáng qua lục đồng ngạc nhiên lục đồng nhìn mũi tên chạch hướng ánh mắt thoáng chốt thất vọng không trúng. Nói thật, đây không phải lần đầu cô bắn cung. Năm đó ở núi Lạc Mai, nghề nương cần xác người để làm thuốc, Lục Đồng thỉnh thoảng phải ra bãi tha ma. Một lần ở đó, cô thấy xác một thợ săn bị sói cắn chết, cơ thể bị ăn hết, xung quanh rải rác bẫy thú và một cây cung gãy. Lục Đồng chôn xác, mang cung về, dùng dây buộc lại, nghĩ sẽ dùng cung săn thỏ săn cáo, nhưng lần nào cũng trượt thú rừng chạy quá nhanh kỹ thuật bắn cung của cô lại không đủ giỏi. Nhưng thỉnh thoảng tập bắn cũng giúp cô có chút cảm giác. Sau này, cây cung gãy hoàn toàn, buộc thế nào cũng không được, lục đồng chôn cây cung cùng với nghê nương. Sau vài năm, lần nữa bắn cung, cảm giác không còn như trước. Đám đồng xung quanh gieo hò, cô nương, đừng lãng phí mũi tên nữa, đưa cung cho tình lang của cô thắng đèn cho rồi. Đúng vậy, đúng vậy bùi vân ảnh hơi ngạc nhiên liếc nhìn người gieo hò lục đồng không quan tâm lấy mũi tên thứ hai lần này cô cầm cung vững hơn động tác cũng tự nhiên hơn bùi vân ảnh lùi lại một bước không chỉ dẫn nữa để cô tự bắn lục đồng tập trung vào chữ phúc trước mặt buông tay vốt mũi tên bay ra chỉ thiếu chút nữa đám đông reo lên tiếc nuối đã gần chúng rồi thật tiếc lục đồng không thay đổi sắc mặt ông chủ bán đèn cười đưa mũi tên thứ ba cho cô tiểu thư đừng nản không sao vẫn còn một mũi lần này phải nhắm kỹ nhé bùi vân ảnh khoanh tay đứng bên mỉm cười nhìn lục đồng cầm mũi tên cuối cùng xung quanh dần im lặng mọi người đều hồi hộp chờ đợi lúc đầu ai cũng nghĩ cô gái này yếu đuối không ngờ bắn cung hai lần đều khiến mọi người bất ngờ lục đồng chuẩn bị cung tên nhìn chữ phúc đỏ rực, nổi bật giữa đèn hoa rực rỡ. Cô tập trung nhìn vào chữ đó, kéo cùng mũi tên mang theo giải lụa đỏ bay vút đi. Chúng ngay hồng tâm, đám đông xung quanh lập tức vỗ tay khen ngợi. Cả ông chủ bán đèn cũng ngạc nhiên trước tài bắn cung của cô gái trẻ này, cô nương bắn giỏi quá. Lục đồng hạ cung xuống, bùi vân ảnh bước tới, nghiêng đầu nhìn cô, sức lực không nhỏ, luyện thế nào vậy? Cây cung này không nhẹ, ngay cả đàn ông cũng phải dùng chút sức. Lúc đầu mọi người thấy cô gái yếu đuối này không thể kéo nổi cung, giờ ai cũng ngạc nhiên khi cô bắn chúng. Nhưng cô lại làm được. Giết người, trôn xác luyện được. Lục đồng nghiêm túc trả lời. Bùi vân ảnh. Anh ta nhìn cô một lúc, không quan tâm lời nói đùa của cô. Chỉ hỏi, bắn chúng sau ba lần, cô biết bắn cung từ trước nói Lục Đồng là thiên tài bắn cung thì cũng hơi quá. Lục Đồng quay sang nhìn anh, mỉm cười, tôi đâu nói là không biết. Anh ta ngẩn ra, không hiểu sao, nhìn vẻ mặt thua cuộc của Bùi Vân Ảnh, Lục Đồng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Nói là anh ta tự mình cao ngạo, coi thường người khác, nghĩ cô không thể kéo cung, tự động lên lớp chỉ bảo. Nhưng thực ra cô dù không phải thần tiễn bách phát bách chúng, nhưng bắn cung cơ bản vẫn ổn chữ phúc trên tường không như con mồi trên núi chạy nhầy bắn con mồi chết dễ hơn con mồi sống nhiều tiểu thư bắn chúng chữ phúc hãy chọn một chiếc đèn giọng ông chủ bán đèn cắt ngang dòng suy nghĩ của lục đồng cô ngẩng lên nhìn trong lều và ngoài lều treo đầy các loại đèn lồng đèn lụa đèn rồng phượng đèn mẫu đơn đèn thỏ trắng đẹp mắt ánh mắt lục đồng dừng lại một chỗ rồi nhận cây gậy tre từ tay ông chủ, chọc lên dãy đèn treo phía trên. Ông chủ nhìn thấy liền cười, cô nương thật có mắt thẩm mỹ, đèn bướm chỉ còn một cái, vừa kịp cho cô mang về. Chiếc đèn bướm treo cao, làm bằng lụa hồng, bọc ngoài một lớp sa mỏng, trên sa thiêu hoa kim tuyến, trông thật đẹp mắt. Lục đồng nhẹ nhàng đưa cây gậy qua cánh bướm, nhưng lại chọc xuống chiếc đèn bên cạnh. Ông chủ ngạc nhiên bùi vân ảnh nhướng mày cuối cùng ông chủ bán đèn ngập ngừng nhìn lục đồng cô nương cô chọn nhầm đèn rồi sao lục đồng cầm chiếc đèn ếch nói không chọn nhầm tôi thích ếch chiếc đèn ếch cô cầm trên tay có màu vàng xanh làm rất thật đến từng nếp gấp trên da ếch thực sự không bùi hợp với mỹ nhân nhưng mỹ nhân lại không để ý có vẻ rất hài lòng với chiếc đèn ếch xấu xí này ông chủ không biết nói gì nhìn lục đồng một lúc lâu mới nói cô nương có mắt thẩm mỹ độc đáo khác người lục đồng cầm đèn gật đầu với ông chủ định đi nhưng ông chủ lại giơ tay chặn đường cô cô nương cô chưa trả tiền lục đồng ngẩn ra cau mày hỏi ông không nói bắn chúng là được tặng đèn sao đúng vậy đèn không mất tiền nhưng bắn cung mất tiền ông chủ chỉ vào trong lều lục đồng nhìn theo hướng ông chỉ trên ống tên đỏ trói đặt trong lều quả nhiên có một dòng chữ nhỏ viết bằng mực hồng nhạt nhỏ như kiến mỗi mũi tên 30 văn lục đồng không biết nói gì chữ viết nhỏ và ẩn như thế này ai mà thấy được bên cạnh cô có tiếng cười nhẹ lục đồng quay lại thấy bùi vân ảnh quay mặt đi vai hơi rung đang cười nhạo cô bị lừa sao lục đồng tức giận khi cô ra khỏi nhà tiền bạc đều do ngân trúc giữ Cô không định mua gì, không ngờ lại bị lừa ở đây. Chiếc đèn ếch giấy trong tay đột nhiên trở nên nặng trĩu, đối diện với ánh mắt của ông chủ vẫn nhiệt tình chờ đợi, lục đồng do dự một lúc, đưa đèn lồng lại cho ông ta, tôi không cần nữa. Ồ, ông chủ định nói gì đó, nhưng bùi vân ảnh đã giơ tay ra, đặt một thỏi bạc lên bàn gỗ của quầy, anh cười nói, đưa cho tôi. Số bạc này vượt xa giá trị của chiếc đèn lồng, ông chủ bán đèn cười rạng rỡ đưa đèn lồng ếch cho bùi vân ảnh được rồi công tử cô nương cầm đèn này chúc năm mới an khang mọi sự như ý lục đồng ông chủ nhận bạc xong quay sang phục vụ khách khác lục đồng đứng trước quầy không biết làm gì nhìn chiếc đèn ếch trong tay bùi vân ảnh cảm thấy thời gian dừng lại ở quầy này thật không đáng bùi vân ảnh nhìn sắc mặt khó coi của cô cười hỏi lục đại phu thông minh tài giỏi sao cứ bị lừa vào những chuyện nhỏ nhặt này lần trước ở phố thanh hà tiệm cầm đồ lộc nguyên cũng vậy một chiếc châm hoa chất lượng kém dễ dàng bị lừa mua với giá cao lục đồng chỉ cảm thấy bộ dạng cười cợt của anh ta thật khó chịu buông một câu người thịnh kinh làm ăn quá giỏi rồi rồi quay đi nói rõ là đèn không mất tiền ai ngờ bắn cung lại mất tiền viết chữ nhỏ thế đúng là lừa đảo quả thật như câu nói tham cái lợi nhỏ mà mất cái lợi lớn người thịnh kinh buôn bán thật giỏi nhưng cô vẫn không thích nợ tình cảm nhất là với bùi vân ảnh từ phía sau vang lên tiếng cười nhẹ bùi vân ảnh vài bước đuổi theo đưa đèn lồng ếch cho cô lục đồng cau mày đèn mà đại nhân đã trả tiền đưa cho tôi làm gì xuân thí sắp đến ý nghĩa cắt cửu lên tiên tôi không dám lấy anh ta nói một cách thoải mái cắt cửu lên tiên xuân thí lục đồng hiểu ra đèn lồng ếch có ý nghĩa may mắn trong thi cử bùi vân ảnh nghĩ cô chọn đèn ếch vì sắp tới kỳ thi xuân lục đồng không sửa lại ý nghĩ của anh ta cầm đèn lồng ếch trong tay lục đồng im lặng một lúc rồi nói đợi gặp ngân trúc tôi sẽ trả tiền đèn lồng cho đại nhân không cần khách sáo coi như tôi tặng cô trước lễ mừng thi đỗ Quà mừng thi đỗ giọng nói của bùi vân ảnh tự nhiên như không lục đồng không thể không nhìn anh ta phố chợ đèn sáng rực, ánh sáng lấp lánh, bùi vân ảnh theo dòng người bước đi chậm rãi, như thể vừa nói câu bình thường không mấy quan tâm. Nhưng lục đồng không thể ngừng suy nghĩ. Đêm giao thừa đó, hai người họ trong y quán, dưới ánh pháo hoa đã lộ rõ tâm can, bùi vân ảnh đã biết rõ mục đích của cô khi lên kinh. Có thể là một phút lòng chắc ẩn, có thể là anh ta có ý đồ khác. Nhưng một điều lục đồng biết rõ mục tiêu của cô là phủ thái sư thậm chí là những người cao hơn nữa bùi vân ảnh có thể thương hại cô nhưng sẽ không giúp cô trong chuyện này vậy thì tại sao anh ta làm vậy vì thương hại những người ở địa vị cao thường có chút lòng trắc ẩn vô dụng như nhìn thấy mèo hoang chó hoang bên đường họ có thể cho thức ăn cho chúng nhưng không quan tâm đến chúng nghĩ gì vì vậy sự dừng lại này không mang lại niềm an ủi chỉ làm cô thêm ghét sự ban ơn cao ngạo không đối đẳng này bùi đại nhân cô đột nhiên nói sao vậy sau này hãy cẩn thận trong hành động của mình ngài luôn như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm anh ta có chút ngạc nhiên hiểu lầm gì hiểu lầm rằng ngài muốn giúp tôi bùi vân ảnh ngẩn ra anh dừng lại nhìn xuống đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cô lời nói là mơ hồ dịu dàng thậm chí có chốt nịnh bờ. Nhưng ánh mắt cô lại đầy châm biếm, như muốn phá vỡ bức tranh hài hòa giả tạo, buộc hai người phải đối mặt với sự giả dối và khoảng cách của nhau. Hai bên phố kéo dài đèn hoa từ trên cao chiếu xuống mặt đất. Anh đứng dưới ánh sáng lấp lánh, là thế tử tài giỏi xuất chúng, còn cô đứng trong bóng tối, là người nhỏ bé nguy hiểm. Ánh sáng và bóng tối, mây và bùn, quý tộc và dân thường. Anh là người muốn tiến lên cao, còn cô lại muốn kéo người trên cao xuống để dẫm đạp. Những người đi ngược hướng, không bao giờ cùng đường, cũng không thể làm bạn. Gió từ bờ sông thổi tới, mang theo cái lạnh của đêm. Có lẽ họ dừng lại đã lâu, thu hút sự chú ý của những người bán hàng xung quanh. Một vài cô bé mặc áo đỏ, tóc cài trùm hoa, đẩy một cây giá che từ dòng người đi ra, trên giá trước và sau đều treo đèn cầu nhỏ mạ vàng các cô bé vừa đánh trống vừa giao bán, lá bồ đề, ong mật, tuyết liễu, vàng bạc. Lục đồng tỉnh lại. Đây là xe bán đồ trang sức cho phụ nữ. Chợ đèn thịnh kinh thường có những xe bán đồ trang sức này, nào là hoa mai trắng, bướm giấy đen, tuyết liệu giấy, lá bồ đề. Dù là quý tộc hay dân thường, ngày hội lớn thế này, phụ nữ đều muốn trang điểm thật đẹp. Cô bé áo đỏ đẩy xe tới gần lục đồng, ngước nhìn cô cười tỷ tỷ, mua con ong vàng đi. Những con ong giấy đen rung rinh trên giá tre đầy hoa tươi, giữa nhánh vàng lá bạc, rực rỡ bắt mắt. Lục đồng lắc đầu, từ chối. Cô bé có vẻ thất vọng, đẩy xe đi chỗ khác. Bùi vân ảnh liếc nhìn cô. Lục đồng cầm đèn lồng, im lặng đi tiếp. Có lẽ vì đêm nay là đêm hội đèn, tóc cô được trải kỹ hơn thường ngày. Những sợi tóc nhỏ rủ xuống vai, Trang điểm bằng vài bông hoa nhỏ xinh. Trông cô như một con thỏ nhỏ mềm mại, đẹp nhưng cô đơn. Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng lại trên những bông hoa trắng trên tóc cô, đột nhiên nói: "Năm mới rồi, đeo đồ trắng không tốt." Anh tránh chủ đề vừa rồi. Lục Đồng Ngạc Nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Bùi Vân Ảnh thản nhiên: "Tôi tưởng cô sẽ đeo đôi bướm vàng đó." Cô hiểu ra, thì ra là vì chuyện này đôi bướm vàng vẫn nằm trong hộp ở ngăn kéo y quán từ sau đêm giao thừa lục đồng thậm chí chưa mở ra lần nào cô vốn không có tâm trạng trang điểm huống chi đó lại là đồ bùi vân ảnh tặng lục đồng gật đầu cảm ơn tấm lòng của đại nhân nhưng đồ vàng không hợp với tôi tôi sẽ nhờ người trả lại cho đại nhân có những thứ không thể nhận không có bữa trưa nào miễn phí bài học này ông chủ bán đèn vừa dạy cô không cần anh quay mặt đi đã tặng rồi thì không nhận lại. Lục đồng rất kiên quyết, tôi không quen nhận quà của người khác, ngừng một chút, cô bổ sung, giống như nợ nần. Vậy coi như nợ nần, anh cười, tôi là chủ nợ của cô. Lục đồng im lặng, anh ta như hoàn toàn không nhận ra sự xa lánh và đề phòng của cô, vẫn thân thiện như thường, từ góc nhìn của người ngoài, có lẽ sẽ nghĩ vị thế tử này quá tốt tính. Lục đồng suy nghĩ một lúc, quyết định thôi. Dù sao thì người của Bùi Vân Thư cũng thường đến lấy thuốc cho Bảo Châu, không nhận thì gửi qua cho Bùi Vân Thư cũng được. Kinh doanh nợ nần, bán dụng trả nợ, người thịnh kinh làm ăn giỏi, vẫn không nên nợ tình cảm. Nhất là với Bùi Vân Ảnh. mươi 128, Lục Mẫn. Đèn hội vẫn chưa kết thúc, Thượng Nguyên thường đèn phải đến ngày 18 tháng riêng mới thu đèn. Lục Đồng vượt qua đám đông bách nghệ phía trước xuất hiện một ngọn đèn sơn nói là đèn sơn cũng không đúng thực chất là một con phố nhỏ trên đầu kéo dài một dây dài treo đầy những đèn lồng làm bằng lụa mỗi chiếc đèn lồng dưới treo một dải đỏ nhỏ trên dải đỏ có viết những câu đố bằng chữ đen nếu đoán chúng có thể lấy giải giấy đó đi đến một ông già ngồi bên cạnh để đổi lấy một miếng kẹo lùa đây là dành cho trẻ con những chiếc đèn lụa treo trên đầu làm cho cả con phố rực sáng vô số người đi qua, rất náo nhiệt. Phía trước lục đồng có vài đứa trẻ, là hai chị em, chị khoảng 12, 13 tuổi, em thì nhỏ hơn, mới 5, 6 tuổi. Bé gái nhảy lên cố với lấy chiếc đèn trên đầu, nhưng vì quá thấp không với tới, chị gái bèn giơ tay giữ lấy chiếc đèn, soi kỹ giải giấy đỏ treo dưới đèn. Viết gì vậy? Em gái nôn nóng hỏi bán phóng sơ mai chi đầu khai chị gái đọc dòng chữ trên đó. Bé gái mơ hồ không hiểu, nhưng chị gái thì vui vẻ cười, xé giải giấy đỏ đó xuống, véo mũi em gái, chị biết rồi, đây là chữ, mẫn. Đi, chị đổi kẹo cho em ăn. Hai chị em vui mừng chen vào đám đông, bóng dáng dần biến mất. Lục đồng đang nhìn chăm chú, bên cạnh vang lên giọng của bùi vân ảnh, mang theo vài phần không chú ý, lục mẫn là tên thật của cô. Cô giật mình, khẽ ừ một tiếng. Là lấy ý từ, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn. Không phải. Lục đồng bình tĩnh nói, là lấy ý từ, thông giữ mẫn, khả chỉ nhi bất khả chỉ giả. Mắt bùi vân ảnh khẽ động Lục đồng hạ mi mắt. Gia đình có ba đứa con, lục như, lấy ý từ như nhi lập. Cha hy vọng cô ấy ôn hòa mà có chủ kiến. Lục khiêm, lấy ý từ khiêm giả, đức chi bính giã, người nhà mong anh ấy khiêm tốn lễ độ không tự phụ còn cô vì nhỏ nhất được cưng chiều nhất tính tình khó tránh khỏi nóng này lại thích dùng chút thông minh vặt cha bèn đặt tên là mẫn mong cô thông minh nhanh nhẹn nhưng không tự kiêu phải vững chắc lúc nhỏ cô không thích chữ mẫn này cho rằng thế gian có biết bao chữ đẹp cha cô học rộng tài cao lại đặt cho ba đứa con những cái tên bình thường không có gì đặc biệt vì thế cô thường thích được gọi bằng tên thân mật đồng 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 nguyên nhật nghe khác biệt với người khác sau này cô theo nghênh nương đến lạc mai phong nghênh nương đến chết cũng không hỏi tên cô chỉ gọi cô là tiểu thập thất khi xuống núi người khác hỏi cô cũng chỉ nói tên mình là lục đồng như thể nói ra tên lục mẫn là phụ lòng mong đợi của cha mẹ như thể lục đồng ở lạc mai phong nhặt xác thử thuốc ở thịnh kinh thành giết người gài tội và lục mẫn vui cười bên cha mẹ ở thường vũ huyện không phải là cùng một người tự dối mình dối người tôi vẫn thích tên hiện tại của cô hơn người bên cạnh mở miệng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô đồng đồng anh ta trầm ngâm một lúc rồi cười nói có cảm giác của một khởi đầu mới lục đồng khẽ rung lông mi anh ta đoán ra rồi cũng phải người của anh ta thông tin đầy đủ có thể biết ngày sinh của cô là Nguyên Nhật, tự nhiên cũng đoán được ý nghĩa của tên Đồng Đồng. Lục Đồng không nói gì, Bùi Vân Ảnh suy nghĩ một lúc, rồi nói, Lục Đại Phu dường như đã đọc rất nhiều sách. Hiện nay nam nữ đều có thể học hành, chỉ là, đó là những gia đình quý tộc mới có thể theo học. Trường tư tục thông thường, trừ khi gia đình giàu có, thuê thầy như ngô tú tài làm thầy dạy cho con gái, phần lớn người thường không đọc sách đọc sách cũng tốn tiền lục đồng chậm rãi bước theo dòng người cha tôi là thầy dạy học ông ấy cho rằng con gái cũng nên đọc sách để sau này không bị lừa tôi và chị gái đều do ông ấy tự dạy dỗ cha luôn bắt họ đọc sách nhưng lục đồng khi còn nhỏ ghét đọc sách nhất cô không hiểu đọc sách có ích gì đọc sách không kiếm được tiền như buôn bán cũng không ăn no được khi đói ngay cả thi cử ở thường vũ huyện người đỗ cử nhân cũng rất ít huống chi cô không thể thi đỗ trạng nguyên làm quan như lục khiêm dì nhà bên cười nói con bé ba này phải nghe lời cha học hành chăm chỉ sau này làm tài nữ mẹ con cũng giỏi thơ ca nên cha con mới thích mẹ con lục đồng nghi ngờ nhìn mẹ đang phơi quần áo xa xa kiên quyết phủ nhận không đúng cha thích mẹ không phải vì mẹ biết làm thơ mà vì mẹ đẹp hàng xóm cười lớn mẹ thì đỏ mặt cầm gậy đuổi đánh cô con bé chết tiệt lại nói bậy thật mà đến tối cô trốn trong chăn nhìn mẹ vá quần áo dưới ngọn đèn đầu giường hỏi mẹ tại sao phải đọc sách con không thích đọc sách mẹ ngừng kim chỉ suy nghĩ một lúc rồi trả lời đọc sách như uống thuốc thuốc nhiều sẽ tự có hiệu quả đọc sách nhiều có thể giải quyết được những thắc mắc giải quyết thắc mắc lục đồng nhỏ tuổi bĩu môi có thắc mắc con có thể hỏi cha hỏi chị hỏi anh con à mẹ chạm vào chán cô cười mắng khi họ không ở bên con nếu con có điều gì không hiểu có thể tìm câu trả lời trong sách tại sao họ lại không ở bên con lục đồng không hài lòng với câu trả lời này lăn qua lăn lại lẩm bẩm có chị và anh con không cần đọc sách lúc đó lục đồng nghĩ vậy cho rằng mọi vấn đề trên đời đều có cha mẹ và anh chị giúp giải quyết mọi thắc mắc đều có thể được giải đáp. Việc không thích làm có thể không làm, việc không thích đọc có thể không đọc. Và gia đình sẽ luôn bên cô. Cho đến khi theo nghênh nương đến Lạc Mai Phong. Biết bao đêm, cô trằn trọc không ngủ được, đau đớn khi bị dùng làm vật thử thuốc. Cô đơn sống trên đỉnh núi, những tiếng cười ác ý của nghênh nương, cùng với nỗi nhớ nhà biến thành những màn xương dày đặc, từng lớp từng lớp đan vào nhau, bao trùm lấy cô cô luôn cảm thấy lý trí sắp tan rã, luôn cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Trong những ngày khó khăn đó, cô đột nhiên nhớ lại lời mẹ. Khi họ không ở bên con, nếu con có điều gì không hiểu, có thể tìm câu trả lời trong sách. Tương lai mờ mịt, nỗi lo sợ không biết bao giờ sẽ dừng lại, trong những ngày đó, cô cầm sách lên. Trong phòng của Nghinh Nương có rất nhiều sách. Phần lớn là kinh điển về độc dược, một số ít là sách sử kinh điển. Cô biết chữ nhưng không hiểu nội dung, chỉ có thể cắn răng đọc tiếp. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, dần dần hiểu được nội dung trong sách. Cô không biết đọc sách có thể giải quyết thắc mắc hay không, nhưng trong những năm đó, đọc sách giúp cô qua ngày, khiến những ngày không còn gì để bám víu trở nên bớt khó khăn. Mẹ chắc chắn không ngờ rằng, đứa trẻ trong nhà ghét đọc sách nhất, trốn học đem bài tập vứt xuống ao sau này trên núi lại đọc nhiều sách như vậy, học được nhiều đạo lý như vậy. người bên cạnh nói, lệnh tôn rất có tầm nhìn. ở lương triều, phần lớn cha mẹ người thường cho rằng con gái không cần đọc sách, ở nhà thêu thù làm nữ công là được. lục đồng khẽ cười, tiếc là không có ít gì. bùi vân ảnh khẽ dừng bước, chị gái tôi đọc sách giỏi hơn tôi nhiều. lục đồng nói, bài viết của chị ấy mang đến trường của anh tôi, thầy cũng khen ngợi nếu chị ấy là con trai có thể thi đỗ thường vũ huyện có khi đã có một trạng nguyên nhưng cuối cùng chị ấy vẫn bị lừa đến mất mạng chúng tôi cả nhà đều là người đọc sách nhưng nhìn kết cục vẫn như vậy lục đồng cười nụ cười mang theo chút tự diễu đọc sách đổi mạng chỉ là lời tự lừa dối của người nghèo trên đời này vô dụng nhất chính là người đọc sách khi cô nói điều này giọng điệu bình tĩnh như đã nhìn thấu thế sự có lẽ còn có một chút căm ghét bản thân bất lực. Đọc sách, như khi người bị bệnh uống một liều thuốc tê, có thể tạm thời giảm đau, nhưng không thể làm nỗi đau biến mất. Tôi thì không nghĩ vậy. Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của người trẻ tuổi. Thịnh kinh có thể nghiên cứu kỹ càng, lương triều luật, đến như vậy, dường như chỉ có cô. Như bị gì đó đánh trúng, lục đồng vô thức ngẩng đầu. Chàng trai mỉm cười nhìn xuống cô, những chiếc đèn lụa treo trên đầu tỏa ra ánh sáng dịu dàng lọt vào mắt anh, làm cho hình bóng anh được viền bởi một lớp ánh sáng ấm áp. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Không phải ai cũng có thể giết người dưới mí mắt tôi mà không bị phát hiện. Anh mỉm cười nhìn vào mắt Lục Đồng, "Lục đại phu, cô rất giỏi." "Rất giỏi." Lục Đồng ngẩn người, không phải trêu chọc, cũng không có sự chế nhạo. Giọng điệu của Bùi Vân Ảnh rất nghiêm túc. Dòng người qua lại, ánh sáng đèn xung quanh lấp lánh, chàng trai trẻ mặc áo gấm đứng đó mỉm cười nhìn cô. Chân thành, không có chút giả dối. Sau một lúc im lặng, lục đồng vừa định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện ánh mắt bùi vân ảnh vượt qua cô nhìn về một nơi nào đó phía sau, ánh mắt có chút khác thương. Anh thấy gì rồi? Lục đồng theo bản năng muốn quay đầu lại, vừa động, đã bị bùi vân ảnh giữ chặt vai, chưa kịp phản ứng, một bóng tối bao phủ lên má cô chạm vào vạt áo lạnh lẽo của đối phương bùi vân ảnh đứng chắn trước cô dòng người qua lại không ai chú ý đến họ đêm hội thượng nguyên có nhiều đôi tình nhân đi chơi đêm lục đồng gần như bị bao bọc trong cái bóng của anh đầu chạm vào ngực anh khoảng cách gần gũi dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ mà dịu dàng của đối phương từng nhịp từng nhịp giữa dòng người ảo ạt rất rõ ràng không biết đã qua bao lâu lực giữ trên vai cô nhẹ đi anh buông cô ra vừa rồi anh nhìn thấy ai lục đồng quay lại nhìn phía sau bên cạnh là dòng người tấp nập không thấy có gì đáng ngờ hành động đột ngột của bùi vân ảnh tám chín phần là nhìn thấy ai đó khi kéo cô lại phía trước lục đồng không bỏ qua ánh lạnh trong mắt bùi vân ảnh một người cô không muốn gặp bùi vân ảnh cười nhẹ không trả lời câu hỏi của lục đồng lục đồng mím môi không thích cảm giác bị che giấu có lẽ nhận ra sự khó chịu của cô bùi vân ảnh lùi lại một bước cúi đầu nhìn cô đột nhiên nói lục đại phu sao nhà họ tề đang điều tra cô lục đồng thay đổi sắc mặt nhìn anh không nói gì chỉ điều tra đến lục như chưa đến cô anh nhẹ nhàng nói như một lời nhắc nhở không cố ý nhưng lâu dài chưa chắc sẽ không lộ ra nghe anh nói vậy lục đồng hiểu ngay người nhà thái sư có lẽ sẽ nghi ngờ lục gia thậm chí nghi ngờ đến cái tên lục mẫn không có tin tức trong nhiều năm nhưng tạm thời sẽ không nghi ngờ đến cô lục đồng chỉ vì trên danh nghĩa lục đồng chỉ là một nữ y bình dân từ nơi khác đến một đại phu ngồi tại nhân tâm y quán không liên quan gì đến lục gia ở thường vũ huyện nhưng nếu cô muốn báo thù một khi tiếp cận tề ngọc đài thân phận sẽ sớm muộn bị lộ. Bùi Vân Ảnh đang nhắc nhở cô. Tôi biết rồi, Lục Đồng nói, nhà họ Tề còn có hành động gì khác. Bùi Vân Ảnh nhớn mày, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không khỏi bật cười, cô bây giờ trước mặt tôi không giấu giếm, buông xuôi hết rồi sao? Nói trắng trợn muốn thông tin, không chút che đẩy. Đại nhân không phải nói rồi, chúng ta là một phe sao? Bây giờ không còn nữa trong lòng lục đồng khẽ cười khẩy. Khi không biết thân phận của cô, bị thương cố nán lại y quán, miệng nói một phe, giờ biết cô đến để báo thù, lại muốn lập tức tránh xa để không gây phiền phức cho bản thân. Con cháu quyền quý, quen tính toán lợi hại. Đang nghĩ bụng, nghe thấy tiếng quen thuộc từ xa, cô nương. Cô nương, lục đồng quay đầu nhìn, thấy ở đầu bên kia đám đông, ngân tranh đứng trước giạp hát vẫy tay mạnh mẽ. Thấy cô nhìn, Ngân Tranh cười, cầm váy chạy đến từ đám đông. Chỗ này đã gần dạp hát, chắc là Ngân Tranh và mọi người phát hiện không thấy cô, nên đã đến dạp hát đợi. Bạn cô tới rồi, Bùi Vân Ảnh cũng nhìn thấy Ngân Tranh. Lục Đồng quay lại nhìn anh, anh nên đi rồi. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đèn cóc trong tay Lục Đồng một lát, rồi chuyển sang mặt cô, cuối cùng nói, tháng ba xuân thử, chúc Lục Đại Phu mọi điều thuận lợi lục đồng gật đầu cảm ơn lời chúc của đại nhân bùi vân ảnh không nói gì rời đi đi được vài bước đột nhiên dừng lại gọi lục đồng lục đồng hỏi đại nhân còn gì nữa anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói sẽ còn nhiều nguy hiểm lục đại phu anh nói cẩn thận hình bóng anh biến mất trong dòng người tấp nập lục đồng đứng giữa những chiếc đèn treo đến khi nghe thấy tiếng vang lên bên tai cô nương cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Ngân tranh cuối cùng cũng vượt qua dòng người đến bên cạnh lục đồng, vỗ ngực thở phào, A Thành mua xong viên tròn, quay lại nói không thấy cô, làm tôi sợ quá. Đỗ trưởng quầy nói cô sẽ đợi tôi ở dạp hát, tôi còn không tin, may mà anh ấy không sai. Nói rồi nhìn chiếc đèn cóc trong tay lục đồng ngạc nhiên, cái đèn này từ đâu ra? Cô nương không mang tiền. Người khác tặng, lục đồng cúi đầu, chạm vào đầu con cóc, con cóc xanh miệng mở to trông ngộ nghĩnh buồn cười ồ ngân tranh không nghi ngờ gật đầu lại nhìn quanh sao vậy có lẽ tôi nhìn nhầm ngân tranh cười ngại ngùng vừa rồi đông người tôi không nhìn rõ chỉ thấy cạnh cô nương có người còn tưởng là bùi đại nhân vừa rồi hình như tôi thấy bùi thế tử màn xe ngựa lướt qua đám đông có người buông màn xe nhẹ nhàng nói bùi đại nhân tỷ nữ đưa lò sưởi ấm cho người bên cạnh nhẹ nhàng nói tiểu thư nhìn rõ chứ người phụ nữ ngồi trong xe ngựa khẽ lắc đầu váy theo chim loan trên nền gấm xanh biếc xe ngựa sáng đèn làm khuôn mặt trắng như tuyết càng thêm duyên dáng như mọi nữ nhân quyền quý ở thịnh kinh tao nhã và kiều diễm đó là con gái của thái sư đương triều tề hoa anh thái sư tề khánh đương triều có một vợ một thiếp sinh được một trai một gái đều do vợ thứ hai sinh. Sau khi vợ thứ hai qua đời, Tề Khánh không tái giá. Con trai trưởng Tề Ngọc Đài hiện tại giữ một chức vụ nhàn rỗi ở bộ hổ, con gái út Tề Hoa Anh năm nay 17 tuổi. Vì Tề Khánh là con gái cưng, lại thương xót con gái mất mẹ khi còn nhỏ, nên đặc biệt nuông chiều Tề Hoa Anh. Gia đình quý tộc thường nói, Tề Thái Sư tự mình tiết kiệm, nhưng đối với con gái thì rất rộng rãi. Tề Hoa Anh thường dùng các loại vật phẩm, công chúa cũng không thể sánh bằng. Ví dụ như lúc này, Tề Hoa Anh muốn tự mình đi xe ngựa đến đèn hội, Tề Thái Sư ngoài mặt đồng ý thuận theo ý con gái, nhưng ngầm ra lệnh cho mấy chục thị vệ đi theo quanh xe ngựa để tránh xảy ra bất chắc. Tề Hoa Anh nắm chặt lò sưởi trong tay, đôi mắt đẹp đầy tâm sự. Lúc nãy xe ngựa đi qua dạp đèn, cô tò mò kéo màn xe nhìn, thấy một bóng dáng quen thuộc dường như là Bùi Vân Ảnh, anh ta đi bên cạnh một cô gái là đang cúi đầu nói gì đó với cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, Tề Hoa Anh gần như ngừng thở, một niềm vui sướng trào dâng trong lòng, nhưng khi nhìn lại, xa xa chỉ còn dòng người qua lại và đèn hoa, không còn bóng dáng ban nãy. Là nhìn nhầm sao? Tề Hoa Anh cũng không chắc chắn, sự thất vọng nhanh chóng thay thế niềm vui, lại có nghi ngờ sâu sắc hơn, nếu thực sự là anh ta thì cô gái bên cạnh anh ta là ai? Tỷ nữ dường như nhìn thấu tâm tư của cô, mím môi cười, bùi đại nhân bận rộn như vậy, đại công tử gửi nhiều thiệp mời như vậy cũng không thấy anh ta nhận, sao lại có thời gian đi đèn hội? Chắc là tiểu thư nhìn nhầm rồi. Nghe vậy, thay tề hoa anh nắm lò sưởi chặt lại, khẽ thở dài, đúng vậy. Từ sau khi bị ám sát ở Bảo Hương lâu, được bùi thế tử cứu giúp, về công về tư, về tình về lý, tề gia đều phải cảm ơn Bùi Vân Ảnh. Anh trai ở bộ hộ cũng muốn kết thân với nhà Bùi, nhưng gửi nhiều thiệp mời, vị chỉ huy sứ điện tiền này không tìm ra chút thời gian dành nào, một lần cũng không đến phủ thái sư. Lòng tề hoa anh có chút chua xót. Tại sao tiểu thư lại thở dài, đại công tử không phải nói, công việc điện tiền vốn bận rộn, nếu thực sự muốn gặp, chỉ cần tiểu thư nói với lão ra một tiếng. Im miệng, Tề Hoa Anh đột ngột ngắt lời tỷ nữ, người bên cạnh lập tức im lặng. Lời này cũng là người có thể nói sao, tề Hoa Anh quát mắng tỷ nữ, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, mặt dần đỏ lên. Cô đã 17 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng, cha cũng không ít lần nhắc đến chuyện hôn sự của cô, nhưng lần nào cô cũng mắt lời. Chỉ vì những người được gọi là tài tử, không ai lọt vào mắt cô. Ngoại trừ, ngoại trừ người đó lòng tề hoa anh đập thình thịch. Bên trong xe ngựa im lặng, tỷ nữ cúi đầu ngồi một bên, không dám nói gì. Tề hoa anh cắn môi. Có lẽ, như tỷ nữ nói, cô nên chủ động nói chuyện với cha. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 130, thêm một khoa. Miêu Lương Phương lo lắng rời đi, Ngân Tranh thò đầu ra khỏi bếp nhỏ, thấy Lục Đồng đang cất vải nhung vào hộp y củ, liền tiến lại gần, nhỏ giọng nói, cô nương, lời của miêu y quan nói không phải là thật chứ? cô vừa ra khỏi bếp, đúng lúc nghe được lời của miêu lương phương, không khỏi lo lắng cho lục đồng. không kể hàn lâm y quan viện là hang cọp, riêng sự thù ghét và thành kiến của thôi mẫn với bình dân đã đủ khiến kỳ thi mùa xuân này của lục đồng gặp nhiều khó khăn. có thật hay không, đi rồi sẽ biết. lục đồng sách hộp y củ, đứng dậy đi vào phòng. đêm đó cô ngủ rất sâu. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lục Đồng đã rửa mặt xong xuôi. Vừa mở cửa, cô thấy Ngân Tranh đang ngồi ở bàn đá trong sân, ngáp dài. Nghe thấy tiếng động, Ngân Tranh quay đầu lại, đứng lên đi tới, nhét hai miếng bánh trắng nóng vào tay Lục Đồng, "Cô nương ăn tạm đi, chúng ta sẽ ăn trên đường." Lục Đồng ngạc nhiên. Địa điểm thi mùa xuân của Thái Y viện cũng giống như thi mùa thu, đều ở Cống viện số lượng thí sinh không nhiều như thi mùa thu, dù sao y quan cũng chỉ là một chức quan nhỏ, không được trọng vọng như quan chức thực thụ. Thời gian bắt đầu thi là từ giờ tỵ, nên lục đồng dậy từ giờ máu, hai canh giờ trên đường đã đủ. Hơn nữa, cô muốn tự mình đến cống viện, không muốn để đỗ trường khanh và miêu lương phương tiễn. Một mình, cô quen với việc một mình. Ngân tranh thấy cô ngơ ngác, liền cười tinh nghịch, khoác lấy cánh tay của lục đồng. Cười nói, cô nương đừng mong bỏ rơi tôi mà đi một mình. Để tôi tiễn cô một đoạn, tôi cũng chưa từng thấy kỳ thi mùa xuân ở kinh thành ra sao. Cho tôi mở mang tầm mắt nhé." Ngón tay mảnh mai nắm chặt cánh tay của cô, như sợ cô sẽ chạy mất, da thịt tiếp xúc khiến cô cảm thấy ấm áp, xua tan cái lạnh của buổi sáng đầu xuân. Lục Đồng ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, một lúc sau mới cúi đầu nói, "Đi thôi." Được xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua đợi sẵn ở đầu ngõ từ tây phố đến cống viện không xa lắm chưa đến nửa canh giờ trên xe ngựa lục đồng và ngân tranh ăn xong hai miếng bánh trắng uống ít nước không lâu sau xe ngựa đã dừng lại người đánh xe nói hai vị cô nương đến nơi rồi lục đồng và ngân tranh bước xuống xe đến kinh thành một năm đây là lần đầu tiên lục đồng đến cống viện trước đó miêu lương phương đã nói với cô về kỳ thi mùa xuân và cô cũng nghe từ ngô tú tài về bố cục của cống viện nhưng khi thực sự đứng tại đây cảm giác lại khác đã là đầu xuân tuyết trên núi vạn ân tự vẫn chưa tan hết nhưng liễu xanh ở kinh thành đã bắt đầu phất phơ xung quanh cống viện trồng nhiều liễu mới nhú mầm xanh một màu xanh non mơn mờn do vụ bê bối trong kỳ thi mùa thu năm ngoái cống viện đã được tu sửa lại một lần trong màn sương mờ ảo, cửa vào nổi bật với hai cột đỏ khổng lồ, một bên khắc chữ đen, bảo kiếm động liền sao, kiệu vàng tiễn ngựa hí. Bên kia khắc, tay cầm bút năm màu, đoạt lấy danh hiệu gấm. Nét bút mạnh mẽ, ý khí tung hoành. Đó chính là cổng lớn của cống viện. Trước cổng có quan giám khảo tuần tra bảo vệ, lục đồng tiến đến, đưa văn thư cho họ xem, người giám khảo xem qua rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau đó mới vẫy tay ra hiệu cho cô vào. Ngân Tranh không thể vào cùng, chỉ có thể đợi ngoài sân, nắm tay Lục Đồng có chút mạnh mẽ. Lục Đồng an ủi, vỗ nhẹ tay cô, đeo hộp y cụ rồi đi vào. Trước cổng cống viện, có vài thí sinh đang đợi. Vì còn sớm, cửa phòng thi chưa mở. Trước phòng thi có một khoảng sân rộng, với những tấm vải che tạo thành một dãy liều dài, dưới liều đặt nhiều ghế che để các thí sinh đến sớm nghỉ ngơi. Dưới lều tre có nhiều thi sinh đã đến sớm, một số ngồi ôn lại sách y khoa, định nhìn qua trước khi thi. Nhiều người khác thì tụ tập lại, nói chuyện về những tin đồn gần đây. Một người trẻ mặc áo xanh đặc trưng của học sinh Thái Y Viện, đang nói chuyện hào hứng về những tin đồn mới nghe được. Nghe nói hôm nay trong kỳ thi mùa xuân, có một y công bình dân, lại là một nữ nhân, các ngươi nghe chưa? Người ngồi phía bên kia, đang mở sách y khoa cười ngẩng đầu lên, ta cũng nghe rồi, nữ nhân đó trước đây có quan hệ mập mờ với Đỗ Lân của phủ Thái phủ Tự Khanh, Đỗ Lân còn cãi nhau với mẹ hắn vì nàng ta. Cao Hoài, ngươi nói thật không? Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Tiểu công tử của Thái phủ Tự Khanh từ nhỏ nhát gan, luôn coi lời mẹ như thánh chỉ, khắp kinh thành ai cũng biết. Nay vì một nữ nhân mà cãi lại mẹ, thật sự khiến người ta tò mò có thể khiến Đỗ Lân phản kháng mẹ hắn, không biết là mỹ nhân tuyệt sắc thế nào. Lại có người kêu căng đáp, chỉ là một nữ nhân thôn quê, muốn trèo cao mà thôi. Vì muốn Đỗ Lân chết lòng mà tham gia kỳ thi mùa xuân, đem kỳ thi ra làm trò đùa. Ta và ngươi học ở Thái Y Viện nên lấy làm xấu hổ khi cùng hàng với nữ nhân này. Học sinh Thái Y Viện luôn tự cao, coi thường y công bình dân này nghe nói tham gia kỳ thi mùa xuân chỉ vì tranh cãi với nam nhân càng thêm khinh thường đang nói chuyện phía trước có người chỉ các ngươi nhìn có phải là nữ y công bình dân đó không mọi người nhìn theo ánh mắt người đó từ trước phòng thi bước tới một nữ tử trẻ mặc một chiếc váy xanh đậm đã cũ đeo hộp y cụ bằng gỗ tóc đen buộc hờ cài một cây châm hoa đơn giản đầu xuân trời còn lạnh ánh sáng nhạt dọi lên khuôn mặt nàng như nắng vàng chiếu lên băng sơn lạnh lẽo, dùng nhan tươi đẹp, không cười không nói, chậm rãi bước tới, sắc đẹp vượt qua cả liễu xanh tháng ba. Những người trẻ vừa châm chọc khi nãy, nhất thời không nói nên lời. Nữ tử ở kinh thành thường cao giáo và rực rỡ, nữ tử này lại mảnh mai, như mỹ nhân giang nam, nhưng không dịu dàng uyển chuyển như mỹ nhân giang nam, như tuyết xuân trong veo, như trăng thu dịu dàng, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng tự kiêu không có chút nào cầu cạnh làm vừa lòng người hoàn toàn khác biệt với hình ảnh phóng túng trong đầu mọi người lục đồng đến trước lều dài dường như cũng mới nhận ra nhiều người xung quanh nàng dừng bước ngước mắt nhìn nhóm người này trông rất trẻ chỉ có vài người lớn tuổi hơn một chút mặc đồng phục màu xanh cổ tròn hộp y cụ đeo trên lưng đều là hộp gỗ vàng khắc hoa văn giống nhau dường như quen biết nhau tư thế thân mật chỉ thoáng nghi hoặc một chút nàng liền hiểu ra đây chắc là học sinh thái y viện y công bình dân được tiến cử tham gia thi và học sinh thái y viện dễ dàng phân biệt từ trang phục và xung quanh không có ai giống nàng có lẽ năm nay chỉ có nàng là người ngoài đang suy nghĩ bất ngờ có tiếng gọi cô nương nàng ngước nhìn thấy trước mặt là một nam tử trẻ mặc áo xanh đội mũ nam tử này cũng khá khôi ngô nhưng đôi mắt liếc ngang liếc dọc trông có vẻ không đứng đắn. Hắn nhìn lục đồng từ đầu đến chân, miệng cười thân thiện quá mức, hỏi, cô nương cũng đến tham gia kỳ thi mùa xuân. Lục đồng nhìn hắn một cái, bước qua hắn, không có ý định nói chuyện. Nhóm người xung quanh lập tức cười ầm lên, cao hoài bị từ chối rồi. Ha, cha hắn là phán quan thái phủ giám sự, làm sao so được với thái phủ tự khanh. Người trẻ tên Cao Hoài cũng nghe thấy tiếng cười châm chọc, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Ta đang nói chuyện với ngươi, hắn thu lại nụ cười, tiến lên một bước có vẻ hung hăng, định chộp lấy tay người trước mặt. Ngay lập tức, có người đi ngang qua, đánh mạnh vào tay hắn, kèm theo tiếng quát, làm gì vậy, muốn đánh nhau à? Giọng trong trèo, là một nữ tử. Lục đồng quay đầu, người nói là một thiếu nữ mặc áo xanh, khoảng 17-18 tuổi, ngũ quan thanh túng, đôi mắt linh hoạt, nhìn là thấy thích. Nàng không đội mũ, chỉ dùng dây buộc tóc cùng màu, làm khuôn mặt tươi sáng thêm phần dạng dỡ. Nhìn quanh, hôm nay có không nhiều nữ tử tham gia kỳ thi mùa xuân, tính cả lục đồng, cũng chỉ có vài người. Thiếu nữ này khoanh tay trước ngực đứng trước lục đồng, dáng vẻ bảo vệ. Lâm Đan Thanh, Cao Hoài tức giận, kêu to làm gì, thiếu nữ tên Lâm Đan Thanh chớp mắt, cười vô tội, sắp thi rồi, ngươi là nam tử mà còn làm khó nữ tử, không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Trên đầu ba thước có thần minh, cẩn thận văn xương đế quân thấy ngươi thô lỗ, cho ngươi trượt đấy. Ngươi, mặt cao hoài biến sắc, không biết là sợ thân phận của thiếu nữ hay sợ lời nguyền, hắn chừng mắt nhìn lục đồng, rồi tức giận bỏ đi. Đám người xem cũng tản bớt. Lục đồng tu lại ánh mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt cảm ơn. Không cần cảm ơn, thiếu nữ áo xanh cười, ta là Lâm Đan Thanh, có thể sau này mọi người vào Hàn Lâm y quan Việt, cùng làm quan y. Gương mặt cười rạng rỡ trong ánh nắng, nhìn thật thân thiện. Dừng lại một lúc, lục đồng gật đầu, nhận lời chúc tốt. Tin ta đi, muội muội Lâm Đan Thanh nghiêm túc nói, miệng ta rất linh, rất hiệu nghiệm. Lúc này, chuông dài bên ngoài vang lên vài tiếng. Kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu rồi. Lâm Đan Thanh quay đầu nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Lục Đồng gật đầu, đứng lên, cùng nàng đi về phía trước phòng thi. Trước phòng thi có giám khảo đang xem văn thư gọi tên, mọi người lần lượt tìm đến phòng thi của mình, Lục Đồng được phân vào một phòng thi ở giữa, không xa cũng không gần. Nàng để hộp y cụ ngoài cửa, chỉ mang bút mực rồi vào phòng thi. Do vụ bê bối trong kỳ thi mùa thu năm ngoái, kỳ thi mùa xuân năm nay nghiêm mặt hơn nhiều tưởng trong ngoài phòng thi dường như được sửa sang lại càng chật hẹp hơn nhìn qua giống như những phòng giam nhỏ giám khảo phát đề thi một chồng dày kỳ thi mùa xuân thái y viện cũng giống như kỳ thi mùa thu ở kinh thành chỉ khác là nội dung thi không biết có phải lục đồng tưởng tượng hay không cảm giác giám khảo phát đề thi khi đi ngang qua phòng nàng nhìn nàng với ánh mắt thương hại như thể rất đồng cảm nàng không để ý cầm đề thi trước mặt sắp xếp lại từng từ. 1, hai, ba. Kỳ thi mùa xuân gồm chín khoa, gồm đại phương mạch, tiểu phương mạch, thương hàn khoa, phụ nhân khoa, song nhọt khoa, châm cứu khoa, nhãn khoa, ít hầu khoa, chính cốt khoa. Miêu lương phương cũng dạy nàng như vậy. Nhưng 8, 9, 10 Động tác lật đề thi của lục đồng đột một dừng lại. 10 phần hiện tại đề thi có đủ 10 phần. Nàng nhíu mày, cầm đề thi đếm lại lần nữa. Vẫn là 10 phần. Không đếm sai, thừa một khoa. Lục đồng nhìn chằm chằm vào phần đề thi thừa ra trước mặt, nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của giám khảo khi nãy, trong lòng trầm xuống. Tại sao lại đột nhiên thêm một khoa? Trong khi đó, dưới liều dài, giám khảo vừa phát đề thi cho lục đồng thở dài, kỳ thi mùa xuân năm nay e rằng không nhiều người qua. Đương nhiên rồi, một giám khảo khác đi tới, nhìn về phía phòng thi, thở dài, đề thi do đại nhân Kỳ Tuấn ra, ngay cả quan y Hàn Lâm y quan viện cũng chưa chắc trả lời được, huống chi là những đứa trẻ này. Kỳ thi mùa xuân Thái y viện năm nay do quan y Hàn Lâm Kỳ Tuấn đích thân ra đề. Kỳ Tuấn tinh thông y đạo dược lý, nhưng nghiêm khắc, trước đây có vài lần đến Thái y viện dạy học, học sinh đều than phiền y lý ông giảng quá sâu, khó hiểu lần này ông tự ra đề, khi phát đề thi, mấy giám khảo nhìn qua đều sửng sốt, ngoài những bài học ở Thái Y Viện, còn nhiều câu hỏi khó và kỳ lạ. Chưa hết, giám khảo nói, năm nay còn thêm khoa nghiệm trạng, thật là điên rồ, quan lại có quan nghiệm trạng, viện y chúng ta chen vào làm gì? Kỳ thi mùa xuân năm nay từ 9 khoa tăng lên 10 khoa, thêm khoa nghiệm trạng, chính là nghiệm thi thể. Phủ nha Kinh Thành có quan nghiệm trạng chuyên trách, lẽ ra không liên quan đến thái y viện, nhưng do địa vị của quan niệm trạng thấp kém, phần lớn xuất thân từ gia đình bán quan tài, mổ heo, tẩm liệm, đưa tang, con cháu không được tham gia khoa cử, không ai muốn vào nghề này. Vì vậy những năm gần đây phủ nha kinh thành thiếu quan niệm trạng rồi. Đầu năm ngoái triều đình có ý định tăng cường quan niệm trạng, nâng cao địa vị quan niệm trạng trong phủ nha, nên trong thái y viện thêm khoa nghiệm trạng. Nhưng khoa này phải tiếp xúc với xác chết. Học sinh thái y viện, tuy không phải nhà quyền quý, nhưng cũng sinh ra trong gia đình giàu có, chưa từng chịu khổ, đừng nói là nghiên cứu xác chết. Trong khoa nghiệm trạng, hầu như thành tích rất kém. Không ngờ kỳ thi mùa xuân năm nay lại đưa nghiệm trạng vào. Học sinh thái y viện của chúng ta còn đỡ, ít nhất cũng học qua. Y công bình dân kia thì thảm rồi, trước đây chưa từng học, đột nhiên thêm khoa này, e rằng một chữ cũng không trả lời được giám khảo nhớ lại nữ y công trẻ tuổi vừa ngồi trong phòng thi, không khỏi sinh lòng thương cảm. Chuyện của phủ thái phủ tự khanh, người trong viện y đều nghe qua. Ông cũng là bình dân xuất thân, làm việc chăm chỉ nhiều năm mới có chỗ đứng trong viện y. Thấy năm nay khó khăn lắm mới có một bình dân tham gia kỳ thi mùa xuân, lại vì kỳ thi đột một thay đổi mà không thể vào viện y, thật đáng tiếc. Thương cảm cho nàng ta, không cần đâu, cũng không sợ nói với ngươi, phủ đỗ gia đã đến viện y dặn dò rồi đồng nghiệp bên cạnh hạ giọng nói đừng nói nàng không qua dù có qua cũng không vào được hàn lâm y quan viện giám khảo ngẩn ra tại sao người cũng nghĩ xem nếu nàng vào hàn lâm y quan viện mặt mũi đỗ ra để đâu chúng ta làm việc của mình đừng tò mò chuyện của cấp trên đồng nghiệp vỗ vai ông ôm bình nước đi tuần tra giám khảo ngây người một lúc cảm thấy đồng cảm thở dài, rồi cũng đi về phía phòng thi. chương 129, Phương pháp của nhà miêu Ngày 15 là giảm tháng riêng, đến ngày 18 thì dỡ đèn. Sau khi dỡ đèn, lục đồng treo chiếc đèn có hình con cóc mà cô lấy được từ hội đèn dưới mái hiên trong sân nhà. Mỗi đêm, con cóc xanh khổng lồ phát ra ánh sáng xanh mờ mờ trong bóng tối, trông rất ghê rợn. Miêu Lương Phương vì phải chỉ dẫn Lục Đồng chuẩn bị thi y khoa vào mùa xuân nên mỗi đêm đều ở lại y quán rất muộn. Một đêm khi ông đi vệ sinh, bị ánh sáng đèn con cóc hù dọa, ông ngã một cú rất đau, vốn chỉ có một chân bị què, giờ cả hai chân đều không ổn. Ông đã nhiều lần nói với Đỗ Trường Khanh rằng chiếc đèn con cóc mà Lục Đồng treo rất xấu, chân thành đề nghị thay đèn khác, nhưng bị Đỗ Trường Khanh từ chối ngay lập tức. Thay gì mà thay? Ông không nghe người ta nói sao, cóc mang lại may mắn. Đèn này ít nhất phải treo đến khi kết quả thi mùa xuân có. Ta cảnh cáo ngươi, đỗ trường khanh đe dọa, nếu ngươi lén tháo đèn xuống, khiến lục đại phu trượt kỳ thi mùa xuân, ngươi sẽ là tội nhân của y quán, là nỗi nhục của Tây Phú. Miêu Lương Phương, ông giận dữ vung tay áo, vô lý. Nói vô lý thì cũng không hẳn, mọi người trong y quán nhân tâm đều rất lo lắng và quan tâm đến kỳ thi mùa xuân của lục đồng lần này. ngân tranh hàng ngày đến nhà đái tam lang chọn thịt heo tươi để hầm canh bồi bổ cho lục đồng. đỗ trưởng khanh kéo a thành đi chùa vạn ân xin bùa khai quang của bồ tát văn thù. khi lục đồng tiếp bệnh nhân hàng ngày, miêu lương phương ngồi bên cạnh vừa xem lục đồng chữa bệnh kê đơn, vừa kiểm tra, chỉ dẫn. đôi khi kỳ thi mùa xuân cũng kiểm tra khả năng trần đoán tại chỗ. Ngay cả Tú Tài Ngô cũng biết chuyện này, còn nhờ Hồ Viên Ngoại gửi thư cho Lục Đồng, không nói gì nhiều, chỉ dặn Lục Đồng đừng căng thẳng, thuận theo tự nhiên là được. Lục Đồng bản thân không căng thẳng, căng thẳng là những người khác trong y quán. Sự căng thẳng này đạt đỉnh điểm vào đêm trước kỳ thi mùa xuân. Tất cả các hộp y cụ và kim châm cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Trường Khanh lo sợ làm phiền Lục Đồng vào ngày thi, nên đã sớm đóng cửa y quán dắt A Thành về nhà. Miêu Lương Phương vẫn ở lại trong sân y quán, giúp Lục Đồng nhắc nhở những điều cần lưu ý cuối cùng. Kỳ thi mùa xuân có tổng cộng 9 khoa, kéo dài 3 ngày, không kém gì kỳ thi mùa thu. Nếu thể lực kém, ở đó một hai ngày cũng cảm thấy không chịu nổi. Trước đây cũng có người được y hành tiến cử tham gia kỳ thi mùa xuân, vì tuổi già mà không qua nổi. Năm tôi đi thi, 3 ngày liên tục, mặt gầy đi cả một vòng, rất tiêu hao sức lực. Trong chín khoa, chỉ có khoa châm cứu cần chẩn đoán trực tiếp. Những câu hỏi trả lời trên giấy, đọc nhiều y kinh cũng có lý. Nhưng trong thái y viện có Vương Kim Châm, giảng dạy về châm cứu. Năm nào cũng vậy, thành tích châm cứu của học sinh thái y viện luôn xuất sắc nhất. Y công bình dân không thể sánh bằng thái y viện. Tiểu lục, kỹ thuật châm cứu của người đã tự thành một trường phái riêng, khác với thái y viện ở Kinh Thành ta dù đã dạy ngươi một số thứ, nhưng cũng phải xem trần đoán cụ thể, kết quả cuối cùng thế nào, ta cũng không dám chắc. Còn nữa, ông cứ lải nhải mãi, ánh sáng xanh từ chiếc đèn con tóc dọi lên mặt ông, khiến khuôn mặt ông hiện lên vẻ u ám, từng nếp nhăn ở khóe mắt đều đầy lo âu. Miêu tiên sinh, lục đồng mắt lời ông, ông có lo lắng lắm không? Ngân tranh đang vào bếp đun nước, tiếng lải nhải dừng lại, sân đêm liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Miêu Lương Phương quay mặt lại, một lúc lâu sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nực cười, không phải ta thi, ta lo lắng cái gì. Những điều ông vừa nói, trước đó đã nói qua một lần rồi. Miêu Lương Phương khượng lại, không nói gì. Miêu Tiên sinh rốt cuộc lo lắng điều gì, không ngại nói cho tôi biết. Lục Đồng bỏ tấm vải nhung bọc kim châm vào hộp y cụ, nói, Tôi cũng tốt, có chuẩn bị trước. Từ sáng sớm hôm nay, Miêu Lương Phương đã tỏ ra vô cùng khác thường. Bình thường ngoài việc chỉ dẫn lục đồng về y kinh dược lý, phần lớn thời gian ông đều từ tốn chậm rãi. Theo lời ông tự nhận, đó là sự bình thản sau khi trải qua nhiều chuyện, chỉ cần có rượu là vui. Nhưng hôm nay, Miêu Lương Phương lại lăng xăng, vò đầu bứt tai, ngay cả ngân tranh cũng nghi ngờ ông bị Đỗ Trường Khanh nhập vào. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lục Đồng, cuối cùng Miêu Lương Phương cũng thở dài, "Ta nghe nói, người điểm bảng kỳ thi mùa xuân năm nay, đổi thành thôi mẫn." "Thôi mẫn? Thôi mẫn là đương kim chính viện sứ của Hàn Lâm Y Quan Viện." Miêu Lương Phương siết chặt tay trên đầu gối, hắn ghét y công bình dân nhất, từ khi hắn điểm bảng đến nay, chưa từng có y công bình dân nào lên bảng đỏ trong kỳ thi mùa xuân. Lục Đồng nhíu mày, nhìn người đối diện, trong lòng chợt động. Cô hỏi, khấn là người hại ông? Miêu Lương Phương ngẩn ra. Ngay sau đó, sắc mặt ông thay đổi nhanh chóng, như nhìn thấy chuyện cực kỳ căm hận. Căm hận người đó, không thể che giấu sự phẫn nộ. Mãi sau ông mới dần bình tĩnh lại. Khi ngẩng lên, trong mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi, dường như trong khoảnh khắc đã già đi 10 tuổi. Giọng ông cũng đầy bi thương, pha chốt bất lực và cay đắng. Đúng, chính hắn là người đã hại ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Miêu Lương Phương khi còn trẻ rất kiêu ngạo và tự mãn. Ông sinh ra tại một ngôi làng nhỏ vô danh ở vùng Vân Lĩnh, gia đình truyền đời hành y. Ông là con út trong nhà, các anh chị không ai kế thừa được y thuật của cha, nhưng ông lại có thiên phú dị bẩm, vượt trội hơn cả. Khi còn trẻ, ông đã có thể tự hành nghề y, nhiều người từ nơi xa xôi tìm đến nhờ khám bệnh. Người ta đều nói làng Miêu có một tiểu thần y. Năm 20 tuổi, nghe nói ở kinh thành có kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện, gia đình gom đủ bạc, đưa ta lên kinh dự thi. Chàng trai trẻ Miêu Lương Phương mang trong lòng niềm hy vọng về tương lai, khát vọng vào Hàn Lâm Y quan viện, đến kinh thành. Vì còn khoảng nửa năm nữa mới đến kỳ thi mùa xuân, ông tìm một hiệu thuốc để làm việc. Y hành có rất nhiều hiệu thuốc, hiệu thuốc mà ông làm không phải nhỏ vì thiếu nhân lực nên đã tuyển ông vào làm nhân viên bốc thuốc. Nhân viên hiệu thuốc ở kinh thành lương tháng rất thấp, hầu như không có, nhưng bao ăn ở. Ăn không ngon, ở thì ngay trong kho thuốc của hiệu thuốc, quét dọn một chỗ trống, trải chiếu là có thể ngủ. Khi đó, trong kho thuốc còn có một người khác. Người đó chính là Thôi Mẫn, Miêu Lương Phương nói. Thôi Mẫn cũng là nhân viên tạp vụ ở hiệu thuốc. Hắn và Miêu Lương Phương bằng tuổi nhau gầy yếu, ít nói, thường bị chủ hiệu thuốc gọi mắng, đánh đập. Miêu Lương Phương đôi khi không chịu nổi, muốn giúp hắn, nhưng đều bị thôi mẫn kéo lại thôi mẫn cha mẹ mất sớm, không có thân nhân, nếu mất việc này, sợ rằng sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Khi đó mỗi đêm sau khi hiệu thuốc đóng cửa, ta đều trốn trong kho thuốc để đọc y kinh, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, giống như ngươi bây giờ. Miêu Lương Phương nhắc đến quá khứ, trong mắt ẩn hiện chút hoài niệm, thôi mẫn chưa bao giờ làm phiền, chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thêm dầu vào đèn cho ta. Đến bây giờ, Miêu Lương Phương đôi khi vẫn nhớ đến cảnh đó. Hai nhân viên tạp vụ, co do trên nền đất trải chiếu rách, đọc sách suốt đêm, không có chủ hiệu thuốc kiêu ngạo, không có tiếng ồn ào ban ngày, tấm chăn mỏng không che nổi cây lạnh đêm đông, nhưng không che nổi khát vọng vào tương lai của người trẻ. Thôi mẫn biết chữ hắn làm việc ở hiệu thuốc hơn 10 năm, trước khi Miêu Lương Phương đến, từ bốc thuốc đến quét dọn đều do hắn đảm nhận. Ông chủ mập ú muốn dùng một người làm 10 việc, nhưng cũng có một chút khoan dung, cho phép thôi mẫn đọc sách y của hiệu thuốc. Ngày ngày nghe và thấy các đại phu trần đoán bốc thuốc, thôi mẫn cũng học được nhiều, hắn lại thông minh lanh lợi, Miêu Lương Phương nói chuyện với hắn vài lần. Phát hiện hắn hiểu biết về y lý không thua kém gì các đại phu. Điều này làm Miêu Lương Phương rất ngạc nhiên. Có lẽ vì đều xuất thân từ gia đình bình dân, lại cùng làm việc trong hiệu thuốc, Miêu Lương Phương ngoài cảm giác thân thiết còn có chút cảm thông cho Thôi Mẫn. Chỉ là không ưa nổi tính nhốt nhát, sợ hãi và chịu đựng của Thôi Mẫn. Sau này, có một ngày, khách hàng trong hiệu thuốc gây sự, nói chúng ta bốc nhầm thuốc. Người đến là một kẻ côn đồ trong vùng, chủ hiệu thuốc sợ gây chuyện, muốn dĩ hòa vi quý, đổ lỗi cho ta, ta cãi nhau với họ, thôi mẫn đứng ra nói giúp ta, kết quả cả hai chúng ta đều bị đuổi ra khỏi cửa. Khi đó ta thấy cũng không sao, dù gì cũng không định cả đời làm việc vặt cho người ta, cùng lắm thì về lại làng miêu. Nhưng thôi mẫn vì nói giúp ta mà bị đuổi, ta thấy rất áy náy. Lúc đó còn ba tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân, ta chợt nghĩ, đề nghị thôi mẫn cũng thử thi xem sao. Lục đồng hỏi, hắn đồng ý không? Miêu Lương Phương cười gượng, lúc đầu hắn từ chối. Miêu Lương Phương nói kế hoạch của mình cho tôi mẫn nghe, thôi mẫn sợ hãi. Không được, ta chưa học, không thể qua kỳ thi mùa xuân được, thôi mẫn nói nhỏ, hơn nữa, không có danh sách tiến cử của y hành, ta cũng không thể tham gia. Miêu Lương Phương vỗ ngực, chuyện này có gì khó, không phải chỉ là bạc sao, ta trả cho ngươi. Lúc đó y công bình dân tham gia kỳ thi mùa xuân không khó khăn như bây giờ chỉ cần đưa bạc cho người y hành là có thể ghi tên vào danh sách miêu lương phương vừa đến kinh thành đã đưa bạc để ghi tên mình còn thôi mẫn muốn tham gia kỳ thi không hối lộ là không thể miêu lương phương lấy hết số bạc còn lại và tiền lương làm việc ở hiệu thuốc góp nhặt đủ thôi mẫn vẫn rất phản đối đây là lãng phí bạc ta chỉ là một nhân viên tạp vụ không thể nào thi đỗ được A à mẫn, nhiều lương phương khuyên nhủ, tin ta, người giỏi hơn nhiều đại phu khác. Nếu thấy ai nấy, hãy cố gắng thi. Thi đỗ vào Hàn Lâm Y Quan Viện, tháng lương đầu tiên mời ta uống rượu. bạc đã đưa đi, tên đã ghi vào danh sách kỳ thi mùa xuân. Như vậy đẩy thôi. Mẫn vào tình thế bắt buộc, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Hắn rất cố gắng. Nhiều lương phương nhìn về phía xa xăm trong đêm, thở dài. Tính cách của Thôi Mẫn hoàn toàn khác Miêu Lương Phương. Miêu Lương Phương tự mãn, nóng nảy, luôn nghĩ mọi việc theo hướng tốt. Thôi Mẫn u sầu, cẩn trọng, luôn cố gắng mọi việc hoàn hảo. Vì sợ lãng phí bạc, hoặc có lẽ là trân trọng cơ hội hiếm hoi. Thôi Mẫn mỗi đêm chỉ ngủ 2 giờ, thời gian còn lại đều đọc y kinh, nói là treo xà nhà đâm đùi cũng không quá. Ban ngày họ giúp bốc xếp hàng hóa trên bến tàu để kiếm chút tiền công đêm về ở trong ngôi nhà hoang bỏ hoang đọc sách. Những ngày như vậy kéo dài đến kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện năm đó. Lục Đồng nói, hắn đã qua kỳ thi mùa xuân. Miêu Lương Phương cười, đúng vậy, năm đó, trong số y công bình dân, chỉ có hai chúng ta vào được Hàn Lâm y quan viện. Cảm giác hưng phấn khi thấy tên mình trên bảng đỏ, đến bây giờ Miêu Lương Phương vẫn nhớ. Ông và Thôi Mẫn đứng dưới bảng đỏ, lần lượt tìm tên mình. Tên Miêu Lương Phương đứng thứ ba, rất dễ thấy, tên Thôi Mẫn ở phía sau. Khi thấy tên Thôi Mẫn trên bảng đỏ, Miêu Lương Phương còn vui hơn khi thấy tên mình. Bạn thân ngơ ngác đứng dưới bảng đỏ, như không tin vào mắt mình. Miêu Lương Phương đấm mạnh vào vai hắn, vui mừng khôn xiết, ta đã nói ngươi sẽ làm được. Thôi Mẫn dụi mắt, nhìn chằm chằm vào bảng đỏ một lúc lâu, cuối cùng tự véo mình một cái, hắn véo rất đau, mắt cũng ướt lên mới bừng tỉnh, lẩm bẩm, ta đã qua, hắn đã qua kỳ thi mùa xuân năm đó. Chúng ta cùng vào Hàn Lâm Y Quan viện, Miêu Lương Phương nói, một người là đại phu ở ngôi làng nhỏ hẻo lánh, một người là nhân viên tạp vụ ở hiệu thuốc hơn 10 năm, nhưng cả hai đều đổ vào Hàn Lâm Y Quan viện, đối với họ có thể nói là thay đổi số phận, một thời gian trở thành câu chuyện hay, đặc biệt là Miêu Lương Phương, trong Hàn Lâm Y Quan viện năm đó, nổi bật nhất Tiểu lục, miêu lương vương cười khổ, ngươi chỉ thấy hàn lâm y quan viện bên ngoài hào nhoáng, không biết bình dân vào cung, khác với học sinh thái y viện vào cung. Người như chúng ta trong cung là số phận bị bắt nạt. Việc tốt không đến lượt ngươi, việc bẩn việc mệt toàn giao cho ngươi làm. Gặp vấn đề, mọi người đều biến mất, đẩy ngươi ra gánh trách nhiệm. Người biết những năm qua Hàn Lâm y quan viện chết bao nhiêu y quan không? Trong số y quan chết đó, 10 người thì 9 là y công bình dân, đó không phải vì y thuật của họ kém, mà vì mạng họ rẻ. Ở đó, không khôn ngoan, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền có rất nhiều. Lời này như lời hù dọa, lại như lời cay đắng, Lục Đồng không nói gì, im lặng chờ Miêu Lương Phương nói tiếp. Khi mới vào Hàn Lâm Y Quan Viện, ta may mắn có cơ hội chữa khỏi bệnh ho nhiều năm cho thái hậu, thường được thái hậu Triệu Kiến một thời gian nổi tiếng. Lúc đó tự đắc y thuật cao minh, được quý nhân trọng dụng, kiêu ngạo, thường xuyên đắc tội người. Mỗi lần đều nhờ tôi Mẫn bên cạnh nhắc nhở mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng lúc đó ta không nhận ra, còn tưởng là bản lĩnh của mình. Mỗi lần thôi Mẫn khuyên bảo, ta đều coi như gió thoảng bên tai, sau đó hắn cũng không nói nữa. Lúc nào chia rẽ với tôi Mẫn, Miêu Lương Phương đã không nhớ. Lúc đó ông luôn rất bận, hôm nay nấu thuốc cho nương nương, ngày mai chữa bệnh cũ cho tướng quân, Hàn Lâm Y quan viện bận nhất là ông. Người ta đều nói sau này ông chắc chắn sẽ làm chính viện sứ Hàn Lâm Y quan viện, Miêu Lương Phương cũng nghĩ vậy. Người khen ngợi, ghen tị ông luôn vây quanh, ông không thấy bóng dáng thôi Mẫn. Cho đến một ngày, ông gặp hoàng thượng trở về thái y viện, tình cờ gặp thôi Mẫn. Thôi Mẫn đang bị một số y quan bắt nạt, ông lớn tiếng trách mắng những y quan đó thôi mẫn nhìn ông kính cẩn gọi một tiếng phó viện sứ ông mới nhận ra không biết từ khi nào họ đã trở nên xa lạ như vậy người bạn từng thân thiết cùng ở trong kho thuốc đọc sách đêm xa lạ như chuyện xảy ra kiếp trước giọng miêu lương phương trở nên rất nhẹ lục đồng hỏi các ngươi cắt đứt quan hệ rồi miêu lương phương tỉnh lại không không hẳn là cắt đứt mà là người thân thiết dần dần xa nhau. Sau này hoàng thượng dùng ái nương nương yên phi uống canh thuốc ta đưa, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Y quan phát hiện trong canh thuốc có độc làm hại tim, ta bị giam vào ngục. Yên phi, lục đồng nhíu mày. Cô nhớ đến yên phi, biểu tỷ của mạnh tích yên ở vương phủ văn quận. Cũng là Yên Phi đưa Tiểu Nhi sầu cho Mạnh Tích Yên, Mạnh Tích Yên mới có cơ hội làm hại đứa con trong bụng Bùi Vân Thư sau đó chuyện tiểu nhi sầu bị bại lộ yên phi đã bị xử lý lục đồng không ngờ sẽ nghe thấy tên yên phi từ miêu lương phương miêu lương phương không chú ý đến vẻ mặt khác thường của lục đồng tiếp tục nói ta biết chuyện này là yên phi hại ta mười năm trước khi yên phi mới vào cung hậu cung đấu đá ngầm nàng muốn kéo ta giúp nàng hại người ta không đồng ý có lẽ vì vậy mà hận ta nhưng ta không ngờ nàng đã mua chuộc thôi mẫn trong bát canh đó là thôi mẫn hạ độc. Miêu Lương Phương vẫn nhớ ngày đó, đó là một buổi chiều mùa hè, không khí oi bức và ẩm ướt, tia chớp ẩn hiện trong mây. Ông đang nấu canh, không biết vì sao bụng đau dữ dội, như ăn phải đồ hỏng, định chịu đựng đến khi canh chín rồi đi, nhưng bụng ngày càng đau, không thể chịu được. Lúc đó thôi mẫn đi vào. Như nhìn thấy cứu tinh, Miêu Lương Phương không nghĩ ngợi gì, a à mẫn, người giúp ta trông canh ta đi một lát. Thôi Mẫn tự nhiên cầm lấy quạt tre trong tay ông, ngồi vào chỗ ông. người đi đi. Ông chưa từng nghĩ Thôi Mẫn sẽ hại ông. dù họ bây giờ không thân thiết như trước, nhưng trong lòng Miêu Lương Phương, Thôi Mẫn luôn là bạn. bạn sẽ không phản bội. vì vậy khi xảy ra chuyện, viện sứ hỏi người khác hỏi Thôi Mẫn có vào phòng canh thuốc không. Thôi Mẫn lắc đầu, nói chưa từng vào. Miêu Lương Phương mới ngạc nhiên như vậy ông bị giam vào ngục, vốn dĩ sẽ mất mạng. Nhưng vì được Thái Hậu thương mến, Thái Hậu lên tiếng, tha cho ông tội chết, chỉ đánh 50 trường, đuổi khỏi y quan viện. Người thi hành đánh rất nặng, ông lại bị hành hạ trong ngục, gãy một chân, cũng trong ngục, ông biết thôi mẫn đã thay ông, trở thành phó viện sứ mới của y quan viện. Sự thật cuối cùng được sáng tỏ. Người hận hắn không? Lục đồng hỏi. Miêu lương phương ngẩn ra, gật đầu lại lắc đầu cuối cùng cười cay đắng là ta tin người thân là y quan mà đầy việc nấu canh thuốc cho người khác rơi vào hoàn cảnh này cũng là tự chuốc lấy nhưng ông trầm giọng xuống thôi mẫn hắn lấy mất miêu thị lương phương của ta miêu thị lương phương là cuốn phương thuốc gia truyền của nhà miêu ghi chép các phương thuốc của gia đình trong nhiều năm hành nghề y cha ta truyền lại cho ta khi ta vào hàn lâm y quan viện định biên soạn các phương thuốc này cùng các phương thuốc tự chế thành sách để lợi ích cho y công trong thiên hạ. Năm thứ hai sau khi ta bị đuổi khỏi y quan viện, nghe nói phó viện sư thôi của y quan viện biên soạn cuốn, thôi thị dược lý, y hành kinh thành ai cũng khen ngợi, thôi mẫn vì vậy mà từ phó viện sứ trở thành chính viện sứ. Lục đồng trầm ngâm, ý của ông là, ta đã mua cuốn, thôi thị dược lý, giống hệt, miêu thị lương phương, của ta nói đến đây tay miêu lương phương trên đầu gối siết chặt những ngày sống cùng thôi mẫn trong kho thuốc cùng thôi mẫn vừa vào y quan viện những ngày y công bình dân vừa vào công bị người ta gây khó dễ ông không ít lần nói với thôi mẫn kế hoạch của mình thôi mẫn cùng ông chỉnh lý các phương thuốc đó đôi khi còn tranh cãi kịch liệt về các dược liệu trong một phương thuốc thôi mẫn chưa bao giờ tỏ ra tham vọng với phương thuốc đó trong lòng miêu lương phương người nhốt nhát luôn cam chịu này vẫn là cậu trai nhỏ trong kho thuốc thêm dầu cho ông đọc sách đêm ông không ngờ thôi mẫn lại hành động tàn nhẫn như vậy ta đã cố gắng tìm hắn nhưng hắn đã là chính viện sứ cao cao tại thượng của y quan viện ta không thể tiếp cận không ai tin lời của một tội nhân họ nói ta nói nhảm những người từng định hót ta đều biến mất sợ bị liên lụy mười năm rồi ngươi là người đầu tiên miêu lương phương nhìn lục đồng ngươi là người đầu tiên nói sẽ giúp ta trả thù. Ngày đó, y quán nhân tâm, ông vì thân phận bị lộ mà hoảng loạn, như chuột chuỗi trong bóng tối lâu ngày bị lật tung ổ, không quen với ánh sáng mặt trời trên mặt đất. Lục đồng ngồi trước mặt ông, bình tĩnh nói, ta có thể giúp ông trả thù. Trả thù, miêu lương phương nhắm mắt lại. Những người bình dân không có địa vị như họ, muốn trả thù quan chức quý tộc khó biết bao. Miêu Lương Phương hiểu rõ hơn ai hết. Nếu nói khi xưa ông còn có lòng tự tôn từ chối tiểu thế tử Triệu Công cao quý, thì 10 năm trôi nổi đã khiến ông nhận ra hiện thực. Không thể thành công, nhưng ông vẫn bị lời đề nghị của Lục Đồng làm động lòng. Có lẽ vì giọng nói của Lục Đồng quá bình tĩnh, khiến người ta muốn tin tưởng, cũng có lẽ 10 năm đã mài mòn tính cách của ông, nhưng không mài mòn được sự không cam lòng. "Tiểu Lục, ta đã nói với ngươi" bình dân vào hàn lâm y quan viện không như ngươi nghĩ đâu trong cung là nơi ăn thịt người không nhả xương ngươi còn trẻ dù có đấu với thái phủ tự khanh cũng không đáng để mất cả đời miêu lương phương nói thực ra ông luôn hy vọng lục đồng có thể qua kỳ thi mùa xuân nhưng cuối cùng biết năm nay quan khảo thí là thôi mẫn lục đồng rất có thể bị loại ông lại thở phào nhẹ nhõm đó là một hố lửa dù trang trí hoa mỹ thế nào cũng không thay đổi được sự thật ăn thịt người ông không muốn lục đồng cũng như mình bỏ mạng vô ích ở đó huống chi trả thù vốn là một việc xa vời lục đồng nói ta đã nói nếu ông giúp ta qua kỳ thi mùa xuân vào hàn lâm y quan viện ta có thể giúp ông trả thù nói được làm được cô nhìn miêu lương phương miêu tiên sinh ông chỉ cần giúp ta dưới ánh trăng mắt cô gái trong sáng ánh mắt không chút do dự. Miêu Lương Phương hơi bối rối. Ông chỉ biết người của Thái phủ tự khanh đến sỉ nhục Lục Đồng, Lục Đồng tức giận thề quyết. Nhưng những ngày qua tiếp xúc, ông thấy Lục Đồng không phải người hành động theo cảm tính. Người như vậy, sao lại vì tranh cãi mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh? Cô rõ ràng có thể bình tĩnh cân nhắc lợi hại hơn ai hết. Suy nghĩ một lúc, Miêu Lương Phương mới kiềm chế thắc mắc trong lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ. Thôi Mẫn sẽ không cho bình dân qua. Thử xem, Lục Đồng mắt lời ông, kết quả phải thử mới biết. Thôi Mẫn bằng thôi mình. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.